Thì em xin được có lời cảm ơn tới những cái nơi mà em đã có cái cơ hội mà thu thập những cái số liệu tại Bệnh viện Phổi Trung ương, khoa khám bệnh và khoa vi sinh. Trước tiên vào phần trình bày thì em cũng muốn là để các thầy cô, mình các anh chị cùng nhớ lại một chút thì cái NTM là vi khuẩn thuộc cái nhóm nào trong những cái vi khuẩn ở trên ạ, A, B, C, D. Vâng, thế thì trong cái họ Mycobacteriaceae người ta chia thành bốn nhóm. Thì ngoài cái Mycobacteria tuberculosis là cái mà gây bệnh lao rất là quen thuộc, thì NTM là hai cái nhóm còn lại dựa trên cái đặc điểm về tốc độ phát triển mà người ta phân loại thành nhóm phát triển nhanh và nhóm phát triển chậm. Và NTM thì gây bệnh ở tất cả các cơ quan, trong đó thì thường gặp nhất là ở phổi. Và cái vi khuẩn mà đại diện thường gặp nhất, cái tên của cái NTM hay gặp nhất đấy là abscessus và Mycobacterium ileum, hay còn gọi là MAC, và intracellular là cái tên mà NTM gây bệnh hay gặp nhất. Về cái dịch tễ học của NTM thì một cái tổng kết từ nhiều quốc gia thì người ta thấy rằng nếu như trên những cái bệnh phẩm hô hấp nói chung thì cái tỷ lệ mà hay gặp nhất là MAC, với cái tỷ lệ gặp từ 20 đến 80%. Ở đây ta thấy là nó rất là khác nhau ở từng các quốc gia. Thế còn nếu như ở những cái bệnh phẩm mà và những cái người ta coi đấy là căn nguyên gây ra cái bệnh lý hô hấp thì cái thường gặp nhất cũng vẫn là MAC 56%, sau đấy là đến abscessus. Tại Việt Nam mình thì có một số những cái tổng kết, trong đó cái từ Phạm Ngọc Thạch bệnh viện là cũng một trong cơ sở rất lớn, cơ sở lớn về lao bệnh phổi, thì cái ileum và cái abscessus cái mà thường gặp nhất ở trên thế giới thì ở mình tại phía Nam lại là thấp nhất. Ở Bệnh viện Phổi Trung ương cũng có một cái tổng kết trên 192 cái mẫu có vi khuẩn thì cái abscessus là cái vi khuẩn thường gặp. Cái điều này thì cũng giống như cái y văn ở trên thế giới. Tuy nhiên là cái ileum là cái mà người ta hay gặp hơn thì cũng lại cái là ít gặp ở trong cái những cái tổng kết của Việt Nam mình. Như vậy thì tại sao có cái sự khác biệt này? Đây có thể liên quan đến ngay từ cái quần thể mà chọn lựa nghiên cứu khác nhau, có thể là người bình thường hay là người suy giảm miễn dịch hay là những người mà có những cái bệnh lý ở phổi. Nó khác nhau về cái phương pháp trong xác định vi khuẩn. Đấy. Và những cái tiêu chuẩn đánh giá ATS 2017 hay là 2017. Đấy. Như vậy thì ngay ở đây ta thấy về cái mặt dịch tễ học mô tả thôi, nó đã có cái sự phức tạp, nó đã có cái sự là không 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 có vẻ như nó không không thật ổn định được. Và cái điều này nó dự đoán tiếp theo cho cái phần là cái chẩn đoán nó sẽ khó khăn như thế nào. Thì về chẩn đoán NTM ở phổi, tức là NTM PD, pulmonary disease, NTM ở trên gây bệnh ở phổi thôi. Thì để chẩn đoán NTM ở phổi, thế thì cái lựa chọn nào sẽ là lựa chọn phù hợp nhất? Đấy, cần triệu chứng lâm sàng, cần định danh, cần hình ảnh X quang phù hợp hay là tất cả các tiêu chuẩn trên? Nhắc lại một chút về cái chẩn đoán NTM thì phải nhắc tới cái nhà dịch tễ, nhà nhiễm trùng lâm sàng người Anh, Emmanuel Ohnisky. Ông này gần là cái người mà có những cái nghiên cứu và những có cái tập hợp đầu tiên sớm nhất liên quan đến cái chủ đề về NTM từ trước những năm 1980. Tên của ông ấy thì được tên cho một cái con vi khuẩn NTM là Mycobacterium Ohnisky. Thì trong cái hướng dẫn của ông này ngay từ những cái thời điểm đó thì cái mà vẫn còn được nhắc tới cho tới những cái khuyến cáo của 2007, 2017 bây giờ đó là cần phải có cái sự lặp đi lặp lại, sự gia tăng gánh nặng vi khuẩn, cái vị trí lấy bệnh phẩm và những yếu tố nguy cơ là những cái mà cần phải cân nhắc trong cái việc đi đến một cái chẩn đoán NTM. Và điều này thì vẫn được lặp lại trong những cái khuyến cáo tiếp theo của hiện nay. Và ngay từ đó thì thời đó thì cũng đã nhắc đến vấn đề cần phải phân biệt NTM ở phổi hay là NTM gây bệnh hoặc là NTM tồn tại đồng thời trên cơ thể. Thì đây là hướng dẫn của 2007 với 12 cái với 6 cái tiêu chuẩn cách đây 12 năm. Và gần nhất thì 2017 cũng có một cái hướng dẫn của BTS về chẩn đoán NTM. Thế thì tổng kết lại trong tất cả những hướng dẫn đấy thì người ta đề cập tới ba cái yếu tố. Đó là yếu tố nguy cơ, là triệu chứng lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp và vấn đề vi khuẩn học. Và vấn đề vi khuẩn học thì nhấn mạnh tới cái việc cần phải định danh được vi khuẩn để khẳng định rằng có cái sự tồn tại của vi khuẩn. Và quan trọng hơn là
phải ba cái yếu tố này có cùng một lúc. Thì trên thực hành nhiều khi là mình hơi bị nhấn mạnh vào cái vai trò của vi sinh, khẳng định bằng rất nhiều mẫu như thế này rồi. Thế thì cái hướng dẫn, đây là cái algorithm trong cái sơ đồ chẩn đoán của NTM, thì mình có thể thấy rằng là bắt đầu từ cái việc là phải có cái nghi ngờ NTM cho tới cái việc vai trò của chẩn đoán hình ảnh. Ta nhìn thấy rằng là chụp các lớp vi tính phân giải cao có ở trong cái hướng dẫn, trong cái sơ đồ này, và tất cả những cái trường hợp mà nó có những cái tổn thương phù hợp thì kết hợp lại mới ra được một cái chẩn đoán là có NTM. Thế về vấn đề về vi khuẩn trong chẩn đoán căn nguyên thì cũng có những cái khó khăn. Đó là có rất nhiều những cái kit, có rất nhiều những cái phương pháp để chẩn đoán NTM hiện nay cũng đã được đưa ra thị trường. Tuy nhiên là cái validate đến mức nào được khuyến cáo sử dụng trong chẩn đoán thì cũng chưa có những cái khuyến cáo rõ ràng mạnh mẽ trong cái việc là sử dụng những cái kỹ thuật nào. Chưa kể rằng có một số cái vi khuẩn nó đòi hỏi những cái điều kiện nuôi cấy đặc biệt, mà chỉ trên lâm sàng mình định hướng cái căn nguyên đó thì phải có cái sự liên hệ với nhà vi sinh, yêu cầu đề nghị người ta nuôi cấy trong một cái môi trường nhiệt độ như thế nào, thêm thành phần gì thì mới ra được cái căn nguyên mà mình dự đoán. Và một cái mảng nữa đó là cái tính kháng thuốc, xác định cái tính kháng thuốc thì đây cũng là một cái mà rất là quan trọng. Ta biết rằng trong cái phác đồ điều trị NTM thì cái vai trò của nhóm macrolide rất là quan trọng, gần như là cái thuốc nền tảng. Thế thì có những cái chủng vi khuẩn mà nó có khả năng đột biến, vậy làm sao xác định được nó có đột biến ngay từ đầu hay không, một xuất hiện đột biến trong quá trình điều trị cũng là một cái câu hỏi. Xác định bằng phương pháp nào, mức bao nhiêu, mức của vi khuẩn NTM hiện nay cũng chưa có những cái khuyến cáo tốt về cái xác định mức cho từng cái loại NTM khác nhau. Như vậy thì có thể thấy rằng là mặc dù đã có các hướng dẫn chẩn đoán rồi, nhưng mà không phải là lúc nào một cũng bằng hai. Thì đây là những cái tình huống lâm sàng xuất phát trên thực tế. Một trường hợp này, bệnh nhân có cái tiền sử COPD và bây giờ bệnh nhân có một cái mẫu NTM dương tính với một cái tổn thương ở trên phổi như thế này, thì đặt vấn đề liệu NTM có phải là căn nguyên gây ra cái bệnh cảnh nhiễm trùng phổi này không, và cho đến lúc bệnh nhân siêu hấp nặng, thế thì liệu cái siêu hấp này có phải xuất phát từ một cái tình trạng NTM ở phổi không. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân hoàn toàn tiền sử bình thường, xuất hiện một cái tổn thương lan tỏa trên phổi, và trường hợp này thì thường sẽ được nghĩ tới là lao phổi, tuy nhiên bi lăng về lao thì âm tính, và không may cho bệnh nhân là khi sinh thiết xuyên thành ngực thì cái tổn thương đấy lại là tổn thương ung thư phổi. Nhưng đồng thời khi mà có cái tổn thương ung thư phổi, trước khi quyết định điều trị hóa chất hoặc là thuốc đích thì lại có một kết quả NTM dương tính về, và lúc ý thì liệu rằng có phải ung thư phổi đồng nhiễm với cả một trường hợp nhiễm khuẩn NTM không, nếu như cái tổn thương ở trên phổi đấy là ung thư chứ không phải là tổn thương của NTM. Và nhà ung thư thì đặt ra vấn đề rằng bây giờ có cần phải điều trị NTM không, bởi vì nếu như mà điều trị hóa chất vào thì có thể là cái NTM nó bùng lên và bệnh nhân sẽ chết trước khi mà chết vì ung thư. Như vậy trong trường hợp này liệu có phải là quyết định có tồn tại NTM không. Hoặc một trường hợp khác, bệnh nhân nữ 66 tuổi, tiền sử viêm phế quản. Ta thấy rằng trên hình ảnh phổi thì cũng có một cái hình ảnh của một cái phổi nhiều những cái hình mạng lưới mắc kinh lăng, và cấy hai lần thì ra collenia và intracellular. Nhìn vào cái sơ đồ về phân loại NTM này thì thấy rằng là ở một cái trường hợp trước đó thì ở đồng mắc hai cái vi khuẩn cùng nhóm là phát triển nhanh, và hai cái trường hợp sau cái cây năm thì lại là ở hai nhóm vi khuẩn khác nhau. Như vậy phải chăng những cái sự khác biệt này nó liên quan tới những vấn đề về kỹ thuật trong chẩn đoán phòng xét nghiệm, hay nó thực sự là một cái vấn đề đó là hiện tượng đồng nhiễm, đồng mắc hoặc nhiễm trở lại trong hoặc sau khi bệnh nhân đang mà trong quá trình đang điều trị NTM xuất hiện những cái chủng khác hoặc là mắc thêm những cái chủng khác. Vừa rồi là những cái tình huống mới chỉ có hai, và ví dụ một cái trường hợp như thế này, một cái phổi với cái hình ảnh tổn thương trên CT là hình của thùy giữa, tổn thương của thùy giữa, thì một lần cấy ra collenia, một lần cấy ra abscessus và một lần cấy ra intracellular.
thực sự là phức tạp khi có đến 3 căn nguyên vi khuẩn tồn tại trên một người bệnh. Hoặc một trường hợp khác, bệnh nhân 25 tuổi thôi, điều trị lao phổi 2 lần trong 2 năm, kế đờm ra colonia và abscessus. Phổi không quá tệ đúng không ạ? Mặc dù đã được điều trị 2 lần lao phổi trong 2 năm vì AFB dương tính. Trên CT ngực thì cũng chỉ có một cái hang nhỏ thành mỏng thì dưới phổi bên phải. Và bệnh nhân này khi làm genic post thì lại có cả MTB và kháng rifampicin. Như vậy liệu có phải một trường hợp quá phức tạp đến mức là vừa lao vừa kháng vừa NTM không? Như vậy em có thể có những cái kết luận về những cái thách thức về trong vấn đề về chẩn đoán. Đó là những cái câu hỏi về mức độ chuẩn hóa, mức độ chính xác trong những cái kỹ thuật phòng xét nghiệm hiện nay. Thực sự trên bệnh nhân tồn tại những cái chủng vi khuẩn như vậy hay có những cái trong kỹ thuật ta cần phải được chuẩn hóa hơn. Cái nguy cơ về đồng mắc, nhiều chủng NTM trong quá trình điều trị hoặc sau khi kết thúc hoặc là thất bại, thì những, để trả lời câu hỏi này có lẽ cần phải có nhiều thêm kinh nghiệm lâm sàng, cũng có những cái nghiên cứu một cách bài bản thì mình có thể trả lời được cái câu hỏi về cái hiện tượng đồng mắc cũng như hiện tượng tái mắc, tái nhiễm. Và cái việc mà đồng thời vừa NTM vừa MTB ở trên những bệnh nhân có nguy cơ lao và lao tái phát, lao kháng thuốc để mình quyết định được cái hướng điều trị cũng là một cái thử thách. Chưa kể là phân biệt NTM đi kèm với những cái bệnh lý phổi khác. Thế thì đây là những cái thách thức về vấn đề chẩn đoán, chưa nói đến vấn đề còn xác định cái tính kháng thuốc. Về điều trị NTM, về vấn đề điều trị NTM, với cái ca bệnh như thế này, nam 24 tuổi điều trị lao phổi dương tính tháng thứ 5. Bệnh nhân này được xác định là có NTM và hai lần làm thì ra hai vi khuẩn đều là abscessus. Đều là abscessus. Đây là phổi của bệnh nhân ạ. Phổi tương đối sạch cả trên X quang thường cả trên CT. Trường hợp này có quyết định điều trị không ạ? Điều trị hay không điều trị ạ? Vâng. Thế thì hiện nay với những hướng dẫn chẩn đoán mình có những hướng dẫn nào? Theo em được biết và không biết là đã có cập nhật chưa thì ở Viện Bạch Mai có một cái hướng dẫn chẩn đoán NTM điều trị trong cái tổn thương ở ngoài da trong một cái vụ dịch ở trong Hà Giang từ cách đây 4 năm. Cũng là một cái tài liệu từ cơ sở của bên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hướng dẫn chẩn đoán điều trị NTM thì sử dụng những cái trong vòng 17 trang, trong đó thì sử dụng những cái tài liệu tham khảo từ cái hướng dẫn chính của ATS 2007. Và tại Bệnh viện Phổi Trung ương thì chúng em cũng có một cái nhóm được thành lập xây dựng cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị NTM vào năm 2018. Thế thì trong cái hướng dẫn này chúng em đã cố gắng để có thể trả lời được 4 câu hỏi mang tính chất lâm sàng. Thứ nhất là khi nào quyết định điều trị bằng thuốc gì, phác đồ gì, theo dõi gì và đến khi nào, và khi nào thì quyết định thay đổi phác đồ điều trị thêm hoặc ngừng. Thế khi nào thì quyết định điều trị NTM? Trước khi quyết định điều trị NTM thì phải xác định được cái mục đích điều trị ở trường hợp này là muốn để làm sạch vi khuẩn hay chỉ là để ngăn những cái đợt nặng, làm giảm các triệu chứng, ba cái mục đích khác nhau. Thế cái triệu chứng làm sạch chỉ có thể là đặt ra với cái lần đầu điều trị thôi. Thế còn nếu như mà những lần sau thì không thể đặt làm sạch được. Cái thứ hai phải cân nhắc đó là vấn đề về toàn trạng người bệnh. Bệnh nhân liệu có chịu được một cái phác đồ kéo dài nhiều loại thuốc không? Đấy. Và cái vấn đề về vi khuẩn học, có những cái loài ví dụ như Kansasi chẳng hạn đáp ứng rất tốt với điều trị. Đấy. Thì cái việc mà mình đặt vấn đề điều trị là làm tốt. Nhưng có những cái vi khuẩn mà cái mức độ kháng thuốc nó nhiều thì cũng không đặt là vấn đề làm sạch vi khuẩn. Sau khi quyết định được vấn đề điều trị thì có 3 cái tiêu chuẩn mà trong cái hướng dẫn chúng em cũng của bệnh viện là khi nào mà có từ 2/3 tiêu chuẩn thì thứ nhất là cần phải thực sự có những cái triệu chứng lâm sàng một cái rõ ràng và những cái triệu chứng đấy nó có xu thế kéo dài và ảnh hưởng tới người bệnh, đấy là một cái. Cái thứ hai là cái gánh nặng, mình ghi nhận được cái gánh nặng, cái sự thay đổi cái số lượng vi khuẩn từ đang âm tính thành ra nuôi cấy dương, thành ra 1+2+3+, hoặc nó có thể phản ánh ở những cái như là cái số lượng của những cái clone vi khuẩn được nuôi cấy lên và hình ảnh X quang tổn thương thay đổi như thế nào. Còn trong trường hợp chưa chỉ định mà chưa điều trị ngay thì cần phải nghi ngờ vì cái nguy cơ như ngoại nhiễm hoặc nguy cơ người lành mang bệnh.
Và tiếp theo là cần phải tính tới cái nguy cơ bệnh nhân có thể có hiện tượng là đồng mắc hoặc bệnh nhân mắc lại. Trong trường hợp như vậy thì cần lặp lại xét nghiệm nhiều lần để khẳng định sự tồn tại của cái chủng vi khuẩn. Về thuốc điều trị thì ngoài những cái thuốc rất là phổ biến đã có từ và vẫn được sử dụng trong điều trị thì một số những cái thuốc mới như tigecilin, rifaputin, linezolid cũng được đưa vào điều trị. Thế thì ở về nguyên tắc điều trị của NTM thì là điều trị kết hợp nhiều thuốc, phối hợp thuốc và mình điều chỉnh dựa trên sự nhạy cảm thuốc cũng như là những cái điều trị khác. Với MAC thì có 4 cái mức độ và tương ứng là có 4 cái phác đồ điều trị. Với abscessus là có 2 cái giai đoạn điều trị. Và riêng với abscessus thì nó có 3 cái nhóm dưới nhóm. 3 cái dưới nhóm này thì cái dưới nhóm Maxillicen là cái nhóm mà nó không có cái khả năng đột biến erythromycin, nhóm macrolide. Chính vì vậy mà với cái nhóm này cái nguy cơ, cái tỷ lệ thành công của nó rất là cao. Như vậy là cái yếu tố mà có kháng thuốc hay không của vi khuẩn là rất quan trọng đối với cả cái vấn đề về điều trị. Theo dõi gì và cho đến khi nào thì cái chỉ số đờm đảo ngược là khi mẫu đờm âm tính hóa ít nhất 3 tháng, vì cái phác đồ macrolide duy trì là 12 tháng kể từ khi đờm âm hóa. Những cái tiêu chuẩn về dương tính trở lại, tiêu chuẩn kháng trị với theo dõi các tác dụng không mong muốn của thuốc cũng rất là quan trọng, vì các thuốc sử dụng trong điều trị NTM là những cái thuốc mà cái có độc tính với thận cũng như là gây kéo dài khoảng QT. Đây là cái tổng kết mà các thầy cô có thể nhìn thấy là cái màu xanh là âm tính và màu đỏ là dương tính trong quá trình điều trị bệnh. Thì ta có thể thấy nhanh được rằng là như vậy là bệnh nhân lúc thì âm tính, lúc thì dương tính. Điều này cho thấy cái sự khó khăn trong cả cái sự đáp ứng điều trị. Khi nào thì ta quyết định thay đổi phác đồ hoặc ta ngừng điều trị? Một số phác đồ thì chia 2 giai đoạn khi đó ta thay đổi. Hoặc khi ta phát hiện được tình trạng kháng macrolide. Hoặc khi bệnh nhân có những cái không dung nạp thuốc hoặc diễn biến nặng hơn, hoặc khi ta đạt được mục đích điều trị rồi thì ta có thể là sẽ ngừng điều trị. Và để kết thúc thì em kết thúc bằng 2 cái tình huống lâm sàng. Đây là cái tình huống lâm sàng trường hợp bệnh nhân đã được điều trị lao 5 tháng, sau đó thì có 2 lần là vi khuẩn đều cùng một loại. Thế thì rõ ràng với trường hợp này bệnh nhân triệu chứng lâm sàng không có, hình ảnh tổn thương phổi không có. Thế thì cái chủng vi khuẩn tồn tại này có chỉ là tồn tại trên người lành mang bệnh và có thể là không cần phải điều trị. Cái trường hợp này được theo dõi từ năm 2006 và cho đến 2019, hiện nay là 13 năm, thì cũng là một cái minh họa cho cái việc rằng là với NTM ta không cần phải điều trị quá sớm hoặc quá tích cực, mà ta có thời gian để khẳng định cái chẩn đoán trước khi vấn đề điều trị. Thì từ 2010 bệnh nhân đã được nghi ngờ NTM rồi nhưng mà vẫn được điều trị theo hướng là tái phát. Và từ 2010 đến 2016 bệnh nhân liên tục được điều trị bằng các thuốc hàng 1, hàng 2. Và bệnh nhân này thì cái vi khuẩn lần nào cũng vẫn chỉ là căn nguyên intracellular. Và đây là cái series phim của bệnh nhân từ năm 2010, 2013, 2014, 2018. Ta có thể thấy rằng là trong vòng tầm 10 năm, từ 2010 đến 2014, 18 vâng, thì cái tổn thương phổi, cái hang ở trên thùy nó chỉ tăng dần. Và bệnh nhân thì uống thuốc liên tục trong vòng 12 năm, tai nghẽn ngãng là do tác dụng của thuốc. Và tại thời điểm bệnh nhân đến khám thì có thêm cái tình trạng là COPD ở phổi. Và sau đó thì bệnh nhân lại được nhập viện vì một cái lý do là ho ra máu và tiếp tục được quản lý tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Và tại đây thì chúng em đã có cái cơ hội, bệnh nhân đã có cơ hội được ứng dụng một cái can thiệp tích cực, đó là phẫu thuật cắt hẳn cái thùy trên của phổi. Và sau khi cắt cái thùy trên của phổi, bệnh nhân tiếp tục được quản lý thì cái đờm đã được âm hóa. Như vậy có thể thấy một số cái thách thức trong vấn đề điều trị, đó là không có những cái bằng chứng nghiên cứu tốt, những cái thử nghiệm lâm sàng, cái này cả trên thế giới, không có những cái hướng dẫn thống nhất, vấn đề điều trị thuốc nhiều kéo dài. Thuốc thì đắt tiền, ví dụ như trong phác đồ có cả imipenem, cơ chế bảo hiểm chi trả thì ví dụ hiện nay bệnh nhân điều trị NTM thì cũng vẫn chưa được đưa vào trong cái bảo hiểm.
và một số cái thuốc của đó bệnh nhân ấy thì phải tìm cách để đưa vào trong cái chẩn đoán khác. Do cái bản chất sinh học của nhiễm khuẩn NTM, nó là một cái vi khuẩn mà có nhiều cái khả năng kháng tự nhiên, cái tiêu chuẩn xác định nhạy cảm thuốc chưa thống nhất, sự phù hợp giữa in vivo in vitro nó rất khác nhau. Chính vì vậy mà cái điều trị nó khó. Và một vấn đề nữa đó là vấn đề nhận thức của thầy thuốc cũng chưa hoàn toàn là chính xác đối với cả cái bệnh này. Trên cơ sở đó thì cũng có một số những cái khuyến nghị như cần phải có sớm những cái hướng dẫn chẩn đoán, triển khai tập huấn để thống nhất trong hệ thống cho cái vấn đề chẩn đoán điều trị, cũng như là làm cơ sở cho cái việc xây dựng những cái chi trả bảo hiểm trong thực hành lâm sàng. Và có nhiều hơn những cái nghiên cứu về NTM làm cơ sở cho cái xây dựng những cái khuyến cáo không chỉ ở phổi mà còn ở những cái cơ quan khác. Em xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch đoàn, cảm ơn sự quan tâm các anh chị đại biểu. Em xin hết ạ.